bạn trong khán phòng ngày hôm nay có bạn nào có câu hỏi gì cho bên đại diện của phía bệnh viện Việt Pháp không ạ? Mình nghĩ là đây là một cơ hội rất là quý báu, tại vì không phải khi nào mà tất cả những thành viên trong bộ phận tuyển dụng của bệnh viện Việt Pháp lại có mặt đầy đủ như ngày hôm nay để giao lưu với các bạn. Nên là bạn nào có câu hỏi thì hãy thoải mái giơ tay, bọn mình sẽ đến tận nơi để các bạn có thể đặt câu hỏi. Có bạn nào có câu hỏi gì về vấn đề CV chẳng hạn, hay là định hướng nghề nghiệp trong tương lai chẳng hạn? Có bạn nào có câu hỏi gì không ạ? Cái buổi tọa đàm ngày hôm nay thì bọn em cũng đã tổng hợp thì những câu hỏi của các bạn, tại vì các bạn không dám giơ tay nhưng các bạn cũng đã ghi ra, thì cái vấn đề mà các bạn ấy lo ngại nhất khi mà muốn xin việc ở bệnh viện Việt Pháp đó chính là vấn đề về ngoại ngữ, tại vì không phải bạn nào cũng có cái chứng chỉ IELTS hay là TOEIC. Vậy thì bọn em muốn hỏi là chẳng hạn như là các bạn có trình độ chuyên môn tốt nhưng mà ngoại ngữ lại không tốt thì có ảnh hưởng gì đến việc xin việc của các bạn trong cái bệnh viện Việt Pháp không ạ? Thực chất đây là một câu hỏi rất là hợp lý, và câu hỏi đó là sự lo lắng của các bạn là chính xác, chính xác. Tuy nhiên tôi không đòi hỏi trình độ các bạn đến mức độ cao siêu như vậy, mà chúng tôi chỉ cần các bạn có một khái niệm cơ bản, có một kiến thức cơ bản về ngoại ngữ, trong đó tiếng Anh, nếu có cả tiếng Pháp càng tốt, cơ bản có thể giao dịch nói chuyện với mọi người. Và khi các bạn đã có những điều cơ bản thì lúc được tuyển dụng các bạn lại có cơ hội được học, được đào tạo tại bệnh viện, và bên cạnh đó các bạn tự học được, bởi vì chúng tôi cần các bạn đó là xây niên ngoài bảo và có động cơ chính nhạc. Khi các bạn có động cơ thì tôi nghĩ rằng các bạn với trẻ các bạn học rất nhanh, vô cùng nhanh, bởi tôi cũng đã từng như các bạn. Chỉ cần thích, say và yêu thì các bạn sẽ học. Còn các bạn học những góc độ gọi là đối phó, chắc chắn 50 năm cũng vậy. Và lòng ngoại bảo say mê thì chắc chắn với thời gian 1 năm tôi nghĩ là các bạn sẽ học được, sẽ nắm được. Tôi rất chứng một trường hợp, đó là bác sĩ của bệnh viện Việt Pháp lúc vào chỉ tiếng Anh basic thôi, và tiếng Pháp thì gần như là zero. Anh ta hứa rằng một năm sau anh ta sẽ nói tiếng Pháp, nhưng không ngờ 6 tháng sau anh ra ban đã nói tiếng Pháp, từ một người không đến lúc 6 tháng anh nói tiếng Pháp. Và 2 năm sau anh được đi học cử đi học Pháp, bởi tiếng Pháp anh đủ điều kiện. Vì vậy các bạn thấy từ người chưa có, còn các bạn đã có basic tiếng Anh rồi thì các bạn học rất nhanh. Những điều có say mê không, và người đó là có thật, đó là bác sĩ Hải, khoa hô hấp của bệnh viện Việt Pháp. Bởi vì anh hứa là 1 năm nhưng 6 tháng anh nói, điều đó rất là rõ. Nên tôi vẫn khẳng định là trí tuệ của bạn tốt thì cần có động cơ, có hoài bão của bạn sẽ. Rất là cảm ơn câu hỏi và câu trả lời của bác sĩ. Xin phép được bổ sung thêm lời của phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Võ Anh Bảo. Với tư cách là bên nhà nhân sự thì các bạn là yên tâm, đối với các sinh viên vừa mới ra trường các bạn rất lo lắng về tiếng Anh là đương nhiên rồi ạ. Bởi vì có thể các bạn học rất tốt nhưng mà khi giao tiếp các bạn lại hơi khó khăn một chút, hoặc là có nhiều bạn mình thấy là qua quá trình phỏng vấn rõ ràng là các bạn nói được tiếng Anh, thậm chí có bằng cấp bằng tiếng Anh A, B, C hàng loạt, nhưng khi nhìn thấy người nước ngoài một cái là các bạn co mình lại, hầu như không nói tiếng nào luôn. Thì khi mà chúng tôi nhận đến vấn đề đó thì chúng tôi cũng mở cho các bạn cánh cửa. Ví dụ bệnh viện Pháp có 8 cộng lương ạ, từ 1 đến 8. Nếu như các bạn đạt tiếng Anh trình độ cao, như vừa rồi có một bạn ở khóa của mình ấy, vừa mới apply vào mà tôi thấy ấn tượng nhất là bạn có IELTS 6.5, và khi bắt đầu vào bệnh viện bạn đã được nhận được mức lương ở level 7 luôn ạ, tức là bậc gần như cao nhất, bởi vì tiếng Anh của bạn rất tốt.
Còn các bạn mà không có tiếng Anh thì đương nhiên các bạn phải chấp nhận ở level 1, 2, 3, đúng không ạ? Mặc dù là kiến thức về chuyên môn thì như nhau, nhưng tiếng Anh của các bạn bằng 0 hay là tiếng Anh của các bạn là 5 chấm, 6 chấm, 7 chấm thì đương nhiên lương phải khác nhau rồi. Đấy là một cách để khuyến khích các bạn làm việc. Ngoài ra các bạn mà có kinh nghiệm thực tập ở những nơi khác nữa rồi thì cũng lại là một ưu điểm. Chính vì vậy không phải là chúng tôi chỉ xét là phỏng vấn thôi. Phỏng vấn dựa trên tiêu chí là kiến thức của các bạn ở nhà trường, khả năng ngoại ngữ của các bạn và các bạn đã thực hành chưa, nó sẽ có ghép vào các bậc lương của các bạn từ 1 đến 8. Thế ra yên tâm, giống như các bạn vừa nói đấy, là chúng ta vào đến đơn mà chưa có tiếng Anh thì basic thôi, nhưng mà sau 6-8 năm thì chúng ta có cơ bản rồi, học rất nhanh. Và đặc biệt bệnh viện Pháp cũng có mở lớp học tiếng Anh và tiếng Pháp miễn phí cho các bạn tại bệnh viện luôn. Đấy, mời các giáo viên ở bên nước ngoài về dạy, có cả giáo viên nước ngoài, giáo viên Việt Nam 50-50 để dạy cho các bạn vào trong một thời gian lên rất nhanh. Vừa rồi có lớp cơ hạ cũng đã tiến bộ rất nhanh trong vòng 6 tháng đó. Các bạn yên tâm. Nhìn vậy có thể là các bạn ạ, chúng ta thấy là cơ hội để cho các bạn sinh viên ở trường đại học Thăng Long rất là nhiều. Khi mà làm việc ở các bệnh viện rồi thì nó sẽ không giống như là môi trường ở trong trường đại học, tại vì các bạn sẽ không phải học tất cả mọi thứ nữa mà chỉ học những cái vấn đề chuyên ngành thôi. Như thế thì các bạn sẽ tự nhiên sẽ tự trau dồi cái khả năng ngoại ngữ của mình trong môi trường và hiểu các bạn luôn. Và bên cạnh ngoại ngữ thì có một điều nữa mà các bạn sinh viên của trường đại học Thăng Long cũng rất là lo lắng và quan ngại, đó chính là vấn đề về kinh nghiệm. Tại vì ở đâu thì bọn em cũng đều bị đòi hỏi là có kinh nghiệm chưa, nhưng mà sẽ rất là khó để chúng em có thể có được kinh nghiệm đúng với ngành nghề chẳng hạn như là ngành điều dưỡng hay hộ lý. Và bây giờ các bạn chỉ toàn làm được công việc như là làm một trà sữa hay là thuê sale. Thế thì những cái công việc này có được ghi vào là kinh nghiệm ở trong hồ sơ hay không, hay là nó có ảnh hưởng gì đến vấn đề phỏng vấn kinh nghiệm của bọn em không ạ? Xin mời bác sĩ. Bạn vừa hỏi kinh nghiệm mà là trà sữa có liên quan đến y thì chắc chắn trả lời là không. Tuy nhiên, đừng xem đó là kinh nghiệm sống, chứ không phải chuyên môn. Kinh nghiệm sống đã trải nghiệm, cái đó cũng rất cần thiết. Bởi vì ngay cả con tôi nhiều nước châu, tôi vẫn bảo nên là không phải vì tiền nhưng để là kinh nghiệm sống. Cái đó rất cần thiết các bạn. Còn kinh nghiệm để vào điều dưỡng, tất nhiên là nếu các bạn có thì là tuyệt vời. Tuy nhiên, kinh nghiệm trong điều dưỡng đã được thể hiện trong một chứng chỉ hành nghề chưa? Cái anh đã có chính các bạn phải có chứng chỉ hành nghề, và anh chưa có chứng chỉ hành nghề đến yên tâm giống hệ thị châu vừa giới thiệu sẽ đi qua quy trình và là thực hành nghề. Cái đó hoàn toàn tôi không yêu cầu đến mức độ là các bạn phải thành thục, nhưng điều dưỡng chính thức của bệnh viện mà các bạn phải học. Chỉ có điều tôi nhắc lại, các bạn ngủ ngon đi, bạn cũng say mê học, bạn chịu khó không, và con điều mà chị Châu vừa nói, chúng ta phải thay đổi nền văn hóa phương Đông có nhiều điểm tốt, nhiều điểm rất tuyệt vời, nhưng có những điểm không tuyệt vời chúng ta phải thay đổi. Những cái gì điểm yếu của mình phải thay đổi, đó là điểm vừa rồi mà tôi thấy các bạn chúng ta vẫn còn yếu, là phải có người mời đến tận hàng ghế đầu mới ngồi. Phải có người mời các bạn đến hàng ghế đầu. Hãy tự tin và ngồi bên cạnh những người to nhất, tôi thể ngồi bên cạnh ông được không? Ngắn lắm to, tôi ngồi bên cạnh ông được. Có sao không? Tôi bảo là không được, chả sao cả. Cũng chả xấu hổ gì cả. Hẳn là người Việt và người nước ngoài khen ai xin kiến, chả sao cả, ông có từ chối đâu, mà có khi ông người rất thịnh và đây là cơ hội. Vậy các bạn hãy tự tin vào bản thân mình, cũng như vậy nhiều người tiếng Anh rất là perfect, một lúc vào bản tay luôn, ta nói câu gì cả, trang CV thì tuyệt vời, nhưng có những bạn CV rất yếu, nhưng bạn vào rất là tự nhiên, mọi việc, thế là ông ấy nhận, cần xem CV của anh là bằng gì, vấn đề cơ bản là hãy tự tin. Hãy tin vào mình và đôi lúc kiêng với một chút, đừng tự ti quá, đừng phải mời đến đi ngồi ngay con ngồi xuống đây được không? Không phải mời vừa rồi điểm đó thì các bạn thấy đó là các bạn và tôi đã từng xong, hãy thay đổi, hãy tự tin và như vậy là phải dễ. Tôi đã từng đi học ở
châu Âu ở Pháp. Có một ông ra ngoài, anh người nước ngoài, ông này người Việt kiều, còn tôi người Việt, còn tôi không tin ông người Việt. Và tôi theo dõi ông từ sáng giờ, ông hoạt động, tôi nghĩ ông là người Việt, bởi vì ông khác người Việt ở đây. Tôi nhóm sinh viên của tôi sang học không phải sinh viên của tập trung, họ chả bao giờ sinh hoạt với ông, họ ngồi nói chuyện với Tây, họ ăn cơm Tây một tập trung, còn họ thì họ. Và bởi vì họ khác tôi biết yếu điểm của tôi, nhưng chúng ta biết yếu điểm của mình thì mình phải được, và cái đó là cần thiết, cái đó là học. Chúng ta phải nói chuyện với họ, phải nói chuyện với người nước ngoài để chúng ta tự tin. Và nhờ nói chuyện, đôi lúc tôi nhớ một phép mà tôi đi taxi ở châu Âu 3 lần không phải mất tiền, không bị giảm tiền. Vì sao mà? Bởi tôi là bác sĩ, thế là họ hỏi, họ đi tin hỏi mình. Thực chất là mình học thôi, mình học ngoài ngữ. Nhưng hỏi cách điều trị thế này, vợ ông con 3 lần cũng giảm tiền hỏi, không phải giảm. Bởi lúc em tư vấn là coi như thế, thì tôi vừa. Thuyết đôi lúc, tự tin của bạn, hãy tự tin vào bản thân mình. Có thể nói sai, không cần đúng, nhưng nói người ta hiểu được rồi. Bởi tôi đi phỏng vấn học một lúc, có lúc cấp tốc tôi nói không chuẩn, bởi tôi học nhiều thứ tiếng không, dẫn từ tiếng nói đang nói tiếng Anh, nói sang tiếng Nga, bảo anh sau tôi dẫn sang tiếng Nga và không sao, sau mày sửa tao nghe hiểu, và ngoan giữ là chỉ cần như vậy, mày nói tao hiểu, tao nói mày hiểu đấy, còn nói tốt hết. Vì vậy các bạn hãy tự tin và nghề nghiệp như bạn câu hỏi, được tỉnh từ bắt đầu vào thì bắt tỉnh thời gian thực hiện. Còn trước đó nếu các bạn có điều kiện, có kinh nghiệm hoặc là có những trải nghiệm thì vô cùng tốt, nhưng những công việc không liên quan y tế không được xem là kinh nghiệm. Người anh Kusani hãy cùng cho câu trả lời của bác ạ. Thank you so much. Who's starting? Just one question. Who speaks English? Ai nói với anh của bác nhỉ? Các bạn phải dạng lên. Tại vì chị thấy là cái hồ sơ của trường Thăng Long trong cái giai đoạn này thì rất là nhiều bạn apply vào trong bệnh viện Việt Pháp thì cũng đã từng tham gia phỏng vấn. Tiếng Anh rất là khá, em cứ mạnh dạng lên. Đây là một cơ hội cho mình thực tập. Ok, I'm very sure. So I'm happy to be here today. And this is like Hanoi French Hospital since 4 years, and it's a very big experience for me because I've traveled to about 23 countries and worked in 23 countries. Bác Sa Minh rất là vui khi hôm nay được lần thứ hai đến với trường Đại học Thăng Long và được gặp gỡ với các bạn sinh viên. Có một ấn tượng rất là tốt về sinh viên cũng như là cơ sở vật chất của trường. Thì bác cũng đến Việt Nam và làm ở bệnh viện Việt Pháp 4 năm rồi và có những cái trải nghiệm thật rất là tuyệt vời ở bệnh viện. Trước khi đến Việt Nam thì bác cũng đã làm ở rất là nhiều nơi trên thế giới, cũng rất là ấn tượng với sinh viên của trường các em thể hiện lên. So I have the occasion to see countries working healthcare working systems and trying to adapt to Vietnam. Beautiful country, exceptional stuff. Bác từng nơi trước khi đến Việt Nam và cũng có những cái trải nghiệm cũng như là cố để hòa nhập với những cái nơi mình đến. Và Việt Nam cũng là một cái nơi để bác ấy hòa nhập với cái cộng đồng của mình. Dr. Dan, from everything about the Hanoi French Hospital, Mrs. Chow, who is the HR manager, shows you everything. And she showed the deep spirit which is in Hanoi French Hospital. Bác sĩ Bản và thạc sĩ Châu thì cũng đã trao đổi rất là nhiều cái thông tin về bệnh viện Việt Pháp, về các cách thức làm việc cũng như là cái hoạt động của bệnh viện Việt Pháp. Đặc biệt thạc sĩ Châu trao đổi về cái tinh thần làm việc cũng như cái cách làm việc nhỏ là một trong những cái thế mạnh của bệnh viện Việt Pháp. Thực ra là bản thân tôi làm việc ở bệnh viện Việt Pháp hơn 10 năm rồi cũng thấy rất là tự hào. Tôi là bằng chứng sống, minh chứng cho cái môi trường bệnh viện Việt Pháp rất là tốt. Cách đây 10
mới vào trước cách đây 13 năm, cũng như các em, cũng người nhà trường vừa tốt nghiệp xong thì làm cho bệnh viện Việt Pháp ra trường và cũng làm cho bệnh viện Việt Pháp cho đến tận bây giờ. Và hiện tại chưa có đi chuyển đi đâu. And then you insist on one point. You say Bệnh viện Việt Pháp, said Việt Pháp, French, Vietnamese. So we take the best of French and the best of Vietnamese for our staff as well as all our patients. Các bạn thấy cái tên Việt Pháp cũng có thể hiện là sự kết hợp giữa Việt và Pháp, và chúng ta sẽ cố gắng sẽ có những cái thành viên rất là tốt để mang lại cái hệ thống y tế tuyệt vời cho người dân Việt Nam cũng như là các khách hàng, không chỉ người dân Việt Nam mà những khách hàng ở tất cả các nước khi có cơ hội người ta đến đến Việt Nam mà có vấn đề về sức khỏe thì chúng tôi sẽ tạo điều kiện để mang cái cung cấp dịch vụ y tế tốt nhất bằng những con người có trình độ và trái tim. So I visited your university last year and I saw that a lot of facilities exist. So I think for your ambition, this university is very good and we like ambitious students. Đấy, chị cũng trao đổi là bác đã có cơ hội đến từ năm trước và rất là ấn tượng về các cơ sở vật chất như là các sinh viên ở đây. Hy vọng là bọn em có môi trường tốt để phát triển. So don't be afraid if you have basic English, we are there to push you. Và cũng không phải ngại gần gì khi mà mình tiếng Anh mình mới chỉ mức độ cơ bản, thậm chí là ở dưới mức độ cơ bản. Tất cả mọi người ở đây sẽ hỗ trợ các bạn nếu các bạn có cái mong muốn, nhu cầu được tham gia cống hiến cho bệnh viện Việt Pháp. Đặc biệt là có trưởng phòng nhân sự, giáo sư Hoàng, giáo sư tâm lý, chị Châu là chuyên gia về luật, sẽ hỗ trợ về mặt luật pháp cũng như là thủ tục để đảm bảo an toàn cho các bạn khi làm việc tại bệnh viện Việt Pháp. And if you speak Japanese or any other languages, we are ready in French also. Không chỉ tiếng Anh mà các bạn có bất cứ một tiếng ngoại ngữ nào, tiếng Nhật hay tiếng gì thì cũng là một trong các cái thế mạnh để là tạo cái cơ hội và cũng là điểm nhấn trong cái hồ sơ cũng như cái công việc của mình sau này ở bệnh viện. So our working conditions are different compared to Vietnamese, other Vietnamese hospitals. Because nurses work as in Europe. Cái sự khác biệt ở bệnh viện Việt Pháp có sự khác biệt với cái môi trường làm việc với bệnh viện công. Chúng tôi làm việc theo cái tiêu chuẩn quốc tế. So we respect the patients, we want the family to be beside, but not do the job of nurses. Cái điều quan trọng mà chúng tôi muốn nhấn mạnh ở đây là chúng tôi tất cả các cán bộ y tế, từ nhân viên y tế trực tiếp chăm sóc hay là những nhân viên hỗ trợ chăm sóc, những nhân viên hành chính thì một cái tiêu chí cơ bản là phải tôn trọng người bệnh và người nhà của người bệnh, gia đình và những người liên quan, họ có thể đưa ra quyết định nhưng họ không phải làm những cái công việc mà những người đã được học chuyên môn là điều dưỡng, là bác sĩ, là kỹ thuật viên đã được học, thì những người như chúng ta sẽ là những người trực tiếp chăm sóc và cung cấp cái dịch vụ y tế theo đúng tiêu chuẩn của ngành y và những kỹ thuật chúng ta đã học được, chứ không phải là người nhà người ta có thể đưa ý kiến nhưng không phải là hết những công việc đó. So for those who join us, be a beginning of an international experience and we guarantee. Và bác khẳng định rằng là khi các bạn tham gia vào môi trường bệnh viện Việt Pháp, các bạn sẽ có những trải nghiệm cũng như là kinh nghiệm làm việc ở một môi trường quốc tế mà các bạn không cần phải đi ra nước ngoài để mới nhận được kinh nghiệm đó. Thì các bạn cố lên. Thank you so much for listening. I'm sorry I don't speak Vietnamese, but I understand a little bit. Bác thì không nói được tiếng Anh nhiều, có nói được tiếng Việt nhiều, nói được một chút, nhưng mà hiểu thì cũng hiểu khá khá. So we'll be happy to see you in another French hospital. I saw a lot of fans up there, from there. So we are waiting to see you. Thank you so much. Rất là cảm ơn chia sẻ của bác sĩ Giản. Thank you.
you, Mr. Anusami, for your helpful information and sharing with us a great story of myself. Và các bạn qua phần trả lời của các sĩ bạn, chúng ta thấy là bên cạnh những kiến thức về chuyên môn thì những kinh nghiệm sống cũng rất là quan trọng, và tất cả chung quy là chỉ có hai chữ là ham mê, đúng không ạ? Nghĩa là chúng ta yêu thích công việc, làm tốt công việc của mình và tự tin với năng lực của bản thân mình, tất cả những cái khó khăn chúng ta đều có thể vượt qua được. Và một câu hỏi cuối cùng cho các sĩ bạn thôi, đó là xuống về vấn đề là tuyển dụng. Thì em biết là bác sĩ đã trải qua rất là phỏng vấn rất là nhiều các bạn sinh viên. Vậy thì bác sĩ có thể chia sẻ cái lỗi mà các bạn sinh viên hay mắc nhất để cho sinh viên của trường đại học Thăng Long có thể rút kinh nghiệm được không ạ? Trong cuộc sống tôi không thích dùng lỗi, mà tôi chỉ thích dùng những chưa mạnh. Bởi vì cuộc đời chẳng biết thế nào là lỗi sai đúng không? Nhưng trước khi trả lời, tôi xin giới thiệu anh Sami vừa rồi là giám đốc điều dưỡng, còn người cũng rất là yêu mến. Rồi vợ anh cũng người Việt, và gia đình anh cũng rất là gắn bó với Việt Nam. Và người bên cạnh là chị Sami và chị Lâm, có thể nói nếu các bạn có điều gì thắc mắc cụ thể nhất nên hỏi chị Lâm, bởi chị là nhân chứng sâu trải nghiệm từ bắt đầu như các bạn cũng sinh viên, cũng mới ra trường, cũng chập chững, và bây giờ đã hoàn thiện bằng master về y tế công cộng, mặc dù làm chức năng điều dưỡng và là điều dưỡng trưởng của khoa hồi sức cấp cứu, khoa rất nặng, rất căng ở bệnh viện Việt Pháp. Và chị hoàn thành rất tốt và đánh giá rất cao. Những nhân chứng sâu, nếu các bạn hỏi nên xin điện thoại thì ra hỏi chuẩn nhất. Tôi xin trả lời câu hỏi và những điểm chưa mắc. Lúc này tôi nói, là điểm chưa mắc chúng ta là thiếu tin. Và có một điểm là đặc biệt là với người nước ngoài các bạn gặp là gần như rất là ngại, đúng không? Và không phải các bạn, là nhiều người, rất nhiều người Việt phải nói chúng ta phải thay đổi một loại. Và người nước ngoài phải nói họ rất gần gũi, họ rất thân mật, họ rất chan hòa. Và nếu hỏi, có khi hỏi một, họ giả lời mười. Nếu các bạn họ không ngại, thì có điều chúng ta ngại. Và thứ hai là một điểm quá nhìn con xếp quá cao cũng là điều tốt, nhưng đừng họ có cao, họ cũng là con người, họ cũng cần cái nhìn thôi. Nhìn đúng xếp chẳng muốn ngã không được, hãy đi ví dụ anh Sami rất là cởi mở, anh là xếp cũng không cần phải gặp, kể cả tôi có thể gặp ông bà cũng nói chuyện cũng chán chát vẫn được. Hãy tự tin vào bản thân mình, hãy cởi lòng mình đi và đừng giấu cái gì. Cái khó nhất của cái là câu hỏi mà các bạn họ đánh giá mình thấp nhất là gì lúc tuyển dụng, các bạn hiểu điều gì các bạn chắc bạn chưa hiểu, đó là các bạn chưa biết, vẫn yes, vẫn hỏi, vẫn trả lời như là phải tôi chưa hiểu cô của ông không nói không nghe có ý kiến, tức là xin lỗi em chưa hiểu đề nghị. Vậy cái đó là một cái bình thường thôi, kể cả chúng tôi nói tiếng Pháp với họ, người Pháp thì cũng bất quỳnh, họ vẫn thỉnh thoảng hỏi mẹ tôi nói gì hết, tại sao cả, nhưng cái chúng ta là hiểu nhầm với là ngại hỏi câu hỏi đó, làm cho cứ trả lời vừa ra, phải là sai, không hiểu phải trả lời rằng đề nghị xin lỗi ông, đi your question. Tại sao? Chẳng quay nhiều gì nữa. Đừng ngại rằng là tôi hỏi cô ấy là tôi định công tình là tôi không sao. Họ đánh giá bạn rất là cao bởi bạn rất thành công. Bởi bạn chưa hiểu. Và đôi lúc trong cuộc đời, trong cuộc sống, câu hỏi mới được câu trả lời hay nhất. Và trong ngày đi, chúng tôi nổi tiếng một câu hỏi. Đó là một thầy, tôi không nói tên thầy đó. Thầy hỏi học sinh bảo thưa thầy, câu của thầy em chưa hiểu hết. Vậy là thầy trả lời từ
lúc hỏi thì lúc một tiếng đồng hồ sau, thế là thầy hỏi hôm nay câu hỏi tới câu hỏi không. Tuy nhiên cậu tôi câu trả lời không nào thì tôi cũng cho điểm cậu. À, bởi câu hỏi của cậu được đánh giá, bởi câu hỏi thầy hỏi cô ấy biết rằng cậu cũng trả lời được. Cái câu bảo cậu trả lời đúng tin là cô ấy đang sai, cậu bảo cậu không biết câu hỏi là chuẩn, vẫn được đánh giá điểm. Vậy câu hỏi là câu chuẩn. Các bạn, chuyện cách trả lời, cách giao tiếp, câu hỏi thông minh là người trả lời chuẩn nhất, đừng trả lời nhiều, trong khoảng một cái trả lời nhiều, còn nếu không hiểu thì là đấy là cách giao tiếp mà các bạn nên chú ý nhất. Thứ nhất là tự tin, thứ hai nếu không hiểu thì thứ ba là phải bộ mặt smile một chút, từng căng thẳng đó, và người ta mất cả tin, hãy những lời người quay hỏi trả lời thì tự nhiên sẽ được đánh giá tốt. Và tôi xem đấy những điểm mà tôi cần sửa thì đấy là như vậy thì ta có thể hiểu là vấn đề mà các bạn sinh viên hay gặp nhất là chính là sự tự tin và coi những người tuyển dụng mình là một vị trí quá cao hơn mình và đấu dốt nữa. Cho nên là qua các lần trả lời của bác sĩ bản thì khi mà đi tuyển dụng, các bạn sinh viên của trường học Thăng Long hãy nhớ là cứ tự tin thể hiện tất cả cái gì mình có, không hiểu thì các bạn cứ nói là không hiểu và hỏi lại câu hỏi để mọi người có thể biết được những cái điểm có khúc mắc của bạn và giải thích cho bạn được kỹ hơn. Và chương trình ngày hôm nay thì các bạn đã nhìn thấy rất là nhiều. Vâng, xin mời chị có thể bổ sung thêm cho cô chú. Bạn có trao đổi cái câu hỏi là qua các đợt phỏng vấn của người ngồi phỏng vấn thì thấy rằng là những cái lỗi nào mà các bạn thường hay mắc phải, thay vì trả lời cái câu hỏi là rằng là cái lỗi mà các bạn hay mắc phải thì chị nghĩ chị sẽ chia sẻ với các em một chút về cái tiêu chí khi cái người ngồi tuyển dụng. Thứ hai chị cũng có cái kinh nghiệm ngồi tuyển dụng 7 năm nay rồi, cùng là vòng hai như chị Châu vừa trao đổi, vòng thứ nhất là vòng nhân sự và vòng thứ hai là vòng chuyên môn, thì mình có các điều dưỡng trưởng và giám đốc điều dưỡng, vòng thứ ba là vòng ban lãnh đạo như đại diện là bác bạn vừa trao đổi. Thế thì với cái vòng hai liên quan đến điều dưỡng, thực ra là những với vai trò của cái người ngồi tuyển dụng không phải làm khó các em, không phải ngồi để ra oai hay làm cái gì với những các bạn sinh viên mới ra trường, các chị không có cái ý định để làm cái gì để ghê gớm. Thực ra là các em hãy tự tin lên, mọi người ngồi đây là hỗ trợ các em, đặc biệt là vòng số 2 là vòng liên quan trực tiếp đến chuyên môn của điều dưỡng, thì các chị hỗ trợ. Và cái mà cần các em thể hiện ở đây cũng như các bạn nói rằng là hãy chủ động, mình là con người của thế hệ mới, không phải thế hệ của bố mẹ mình hay là anh chị mình cách đây 20 năm hay 15 năm nữa. Mình bây giờ là sinh viên của thời đại 4.0, mình chủ động vào mạng internet thì tại sao mình không chủ động tìm kiếm cơ hội việc làm của mình? Sợ mọi người thấy rằng là cái điểm mạnh của mình là gì? Thực ra là bản thân chị hay bác Sami hay các điều dưỡng trưởng khác chỉ cần thấy có khả năng quan sát khi các em thực tập ở một cái bệnh viện nào đó với một trường hợp bệnh này, các em đã quan sát được gì, chứ không biết là các em vừa mới ra trường kinh nghiệm thực tế chắc chắn là rất khó. Bây giờ bảo các em xử trí một cái tình huống rằng là bệnh nhân nhồi máu cơ tim em làm như thế nào rất khó với các em, nhưng quan sát quan trọng là các em quan được các anh các chị trong bệnh viện đó làm cái gì với cái trường hợp đó. Có thể các em không hiểu vì sao người ta làm, nhưng các em có lưu tâm đến nó, có đặt ra những câu hỏi như bác sĩ bảo vừa trao đổi, thì đấy là một trong những cái mà được đánh giá rất cao. Cái thứ hai đó là khi mình không, đặc biệt trong cái nghề y của mình nữa, khi mình không hiểu thì mình phải đặt câu hỏi trở lại. Bởi vì là với những cái cương vị người ngồi phỏng vấn, các em không hiểu các em trả lời là yes hoặc là no gì đó, có thể nó sẽ cùng lắm là các em bị trượt. Nhưng trong công việc các em chăm sóc người bệnh mà một bệnh nhân người nước ngoài hoặc một bệnh nhân người Việt Nam, người ta yêu cầu mình cung cấp cho người ta cái dịch vụ này, nếu như mình không hiểu, mình vẫn yes, mình vẫn bảo vâng, xong rồi mình không làm cho người ta, thế thì cái điều đấy mới là cái điều nguy hiểm đến tính mạng của người bệnh.
vì thế nó có cái mối liên hệ giữa cái cuộc phỏng vấn không phải đánh đố, mà chỉ mong các em thể hiện cái sự chủ động của cái mình, và thì cái việc khẳng định rằng là mình sẽ hiểu thông tin và mình sẽ làm, còn nếu mình chưa hiểu thì mình sẽ hỏi. Thì cái đấy là cái mà tiêu chí quan trọng. Còn cái việc là cái những cái điểm trừ là những cái điểm mình nhút nhát và mình lo lắng, hãy nghĩ rằng là mọi người ngồi ở đây để hỗ trợ mình, và nếu mình căng thẳng quá mình có thể xin phép, chủ động xin phép là xin phép ông, xin phép bà cho tôi có thể nghỉ mấy phút chẳng hạn, tôi có thể uống một cốc nước hay gì đó. Môi trường bệnh viện Việt Pháp thì lại rất là cởi mở những cái chuyện như thế, thành ra là người ta sẽ thấy mình là mình rất là có tinh thần trách nhiệm với cái việc, với cái cuộc phỏng vấn, cũng như là tôn trọng cái người ngồi. Cái yếu tố quan trọng là gì? Một là cái khả năng quan sát của mình khi đi học, kiến thức thực tế có thể chưa có, nhưng cái gì mình học, ít nhất mình học 4 năm mình phải thu được cái gì đó về mặt lý thuyết. Với cái việc mình đi 2-3 năm thực hành, mình phải quan sát được cái gì, cái tình trạng các bạn cứ đến bệnh viện máy phóng thì làm trắng xóa áo trắng như thế. Thế thì người ta sẽ nghi ngờ rằng là liệu mình vào trong bệnh viện người ta có khả năng đào tạo hay không. Quan trọng là các em thể hiện, một là khả năng quan sát, thể hiện cho mọi người thấy được rằng em chưa có kinh nghiệm nhưng em hoàn toàn có thể có khả năng đào tạo em thành một nhân viên y tế có tiềm năng, có thể làm việc được tốt tại bệnh viện Việt Pháp, thế là em qua được. Thì khẳng định với cái cương vị người ngồi phỏng vấn, cũng là đã từng là người đi phỏng vấn, nhưng các em chị chia sẻ một câu chuyện thực tế từ phía chị. Cách đây 13 năm chị chưa có bằng tốt nghiệp nhưng chị đã được nhận vào bệnh viện Việt Pháp. Khi chị học năm cuối, kỳ cuối cùng của Đại học Y Hà Nội, thì chị đã nộp hồ sơ vào bệnh viện Việt Pháp. Với cái hồ sơ chị để lại sơ yếu lý lịch là, và đến khi chị học xong có đầy đủ việc nhưng chưa có bằng tốt nghiệp, thì bệnh viện Việt Pháp đã gọi phỏng vấn. Và lúc đó thì chị chỉ không có cái gì khác ngoài cái việc là đi xin cái bảng điểm mang đến bệnh viện. Mà rất là may mắn, bệnh viện rất là cởi mở trong chuyện này, sẵn sàng chấp nhận sinh viên chưa có bằng nhưng có bảng điểm để chứng minh rằng bạn đã học cái trường này và chuẩn bị tốt nghiệp giống như các bạn tháng 10 này mà tốt nghiệp. Thế thì chị được gọi đến phỏng vấn và cũng rất là có thời đi học cũng rất là chịu khó, trực ở bệnh viện Bạch Mai và chạm rất nhiều và cũng thu thập được rất nhiều các kinh nghiệm của anh chị, cho nên ngồi cũng phỏng vấn khoảng tầm 45 phút thì rất là tự tin. Sau 2 ngày thì được trưởng phòng nhân sự báo rằng là em đã được qua vòng số 2 và chỉ chờ vòng lãnh đạo. Thế thì sau khi gặp phòng lãnh đạo thì cũng đồng ý là cho đi làm luôn. Và lúc chị phỏng vấn xong thì tháng 5 và tháng 8 chị có bằng, nhưng chị đã đi xin đi làm từ tháng 7. Và bệnh viện thì bảo rằng là cái thời lúc mà chị chưa có bằng thì chưa thể nào mà nhận lương được, chị cũng hỗ trợ bữa ăn trưa thôi. Và chị cũng rất là vui vẻ vì mình nghĩ rằng mình sẽ đến sớm bệnh viện trước khi mình làm hợp đồng chính thức để mình hiểu về cái thực tế trải nghiệm của bệnh viện, để sau này mình bắt đầu công việc một cách tự tin hơn. Thì đấy là chị muốn chia sẻ với các em về cái sự chủ động từ phía mình tìm kiếm thông tin, không phải chờ đến lúc mình ra trường mình mới đi tìm kiếm thông tin. Sinh viên bây giờ rất nhiều các em không chủ động thông qua cái tên thông tin cho mình thì cơ hội nó sẽ đi qua. Nếu các em không sẵn sàng về mặt kiến thức cũng như là để đón nhận cơ hội thì cơ hội nó đến bất kỳ lúc nào nó đều trôi cuốn hết. Thì đấy là cái mà chị chia sẻ là tiêu chí không phải đòi hỏi cao và người ngồi phỏng vấn không phải là ở trên cao để làm khó các em, chỉ với vai trò là người ngồi hỗ trợ để các em có một cơ hội làm việc, cũng như là bệnh viện Việt Pháp có một cơ hội thu thập được những cái nhân viên y tế ở tương lai rất tâm huyết và rất tốt với bệnh viện. Thì đấy là cái chia sẻ thực tế với đồng chí chị. Cảm ơn tất cả các bạn. Cảm ơn những chia sẻ của chị Lâm ạ. Như vậy là chúng ta có thể thấy là riêng đối với ngành y là một ngành rất là đặc thù. Chúng ta có thể qua loa đại khái ở trong một vài trường hợp, nhưng đối riêng với ngành y, cái công việc điều dưỡng hộ lý liên quan đến tính mạng con người, các bạn không thể nào mà trả lời một cách qua loa, một cách không hiểu biết được. Như vậy thì đối với khi mà phỏng vấn các bạn muốn làm tại bệnh viện Việt Pháp, miễn là các bạn có một sự quan sát, có một sự tự tin nhất định, thì các bạn hoàn toàn có cơ hội được làm việc tại bệnh viện lớn như là Việt Pháp. Và trong chương trình của ngày hôm nay thì chúng ta đã được
kiến thức mới về luật, về ngành y. Và mình biết là có nhiều bạn ở đây còn hơi mông lung một chút. Vậy thì sau đây mình xin mời chị Cao Thị Quỳnh Châu sẽ lên tổng kết lại những điều mà các bạn cần phải rút ra để có thể phục vụ cho công việc tuyển dụng của các bạn sau này. Xin trân trọng kính mời chị ạ. Xin chào các bạn một lần nữa. Ở đây được biết là các bạn sinh viên thì sẽ có sinh viên điều dưỡng này, dinh dưỡng này, y tế công cộng và quản lý bệnh viện. Thì xin được kết với các bạn về định hướng nghề nghiệp của các bạn và cơ hội việc làm tại Việt Pháp. Rất ngắn gọn ạ. Đối với các bạn điều dưỡng thì vừa rồi mọi người đã nói rất nhiều về điều dưỡng. Đơn giản nhất là khi chuẩn bị ra trường, các bạn hãy chuẩn bị cái hồ sơ xin việc, đúng không ạ? Và chúng ta đọc luật lao động, luật bảo hiểm, luật y tế. Với các bạn điều dưỡng thì không phải lo là tiếng Anh tốt hay tiếng Anh kém hay tiếng gì cả, mà chúng ta hãy lưu ý rằng có rất nhiều cơ hội chúng ta. Nếu như chúng ta đang học, chưa ra trường cũng có thể đăng ký để làm internship, tức là làm thực tập sinh tại bệnh viện. Với thực tập sinh thì không có lương ạ, chỉ có hỗ trợ thôi. Nhưng với khi các bạn đã ra trường có bằng điều dưỡng thì chúng ta sẽ có mức lương từ 1 đến 8 tùy vào trình độ của chúng ta, rất đơn giản đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ định hướng rõ ràng với công việc điều dưỡng rồi. Với công việc dinh dưỡng thì trong bài của bác sĩ Đảng cũng đã đề cập đến một phần của việc dinh dưỡng là dinh dưỡng cho các bữa ăn của bệnh nhân, đúng không ạ? Đối với ngành y thì dinh dưỡng cho bữa ăn của bệnh nhân là rất quan trọng. Chính vì vậy các bạn mà học dinh dưỡng ra thì chúng ta sẽ làm với môi trường y tế là chúng ta sẽ điều chỉnh các thực đơn cho bệnh nhân. Đối với bệnh viện Việt Pháp thì chúng ta cũng có phần về dinh dưỡng, có nhà hàng, bếp chuyên, các bác sĩ sẽ kê cho bệnh nhân và phần về dinh dưỡng sẽ điều chỉnh bao nhiêu gram thịt, bao nhiêu gram cá, bao nhiêu gram thức ăn hoặc là các cái chế độ thức ăn phù hợp cho bệnh nhân, cho từng bệnh nhân ạ. Vâng, thì trên bệnh viện cũng sẽ có phần dinh dưỡng. Còn đối với bệnh viện, các bạn đã tham gia khu vực quản lý bệnh viện thì cũng qua phần chia sẻ của bác sĩ Bảng cũng có phần nói về toàn bộ cơ cấu của bệnh viện chăm sóc sức khỏe toàn diện, thì hy vọng là các bạn cũng hình dung được một phần về công việc của người làm quản lý bệnh viện là như thế nào. Nếu chi tiết hơn nữa thì mời các bạn xem trên website của bệnh viện Việt Pháp với mô hình của bệnh viện tư nhân. Khó nhất là y tế công cộng, đúng không ạ? Có một bạn nói là hướng xem là mình sẽ làm gì sau khi ra trường. Y tế công cộng thì cũng nghe thì khó nhưng thực tế cũng rất nhiều vị trí cho các bạn. Bạn có thể nghiên cứu làm các chương trình research and metric về ngành y, về dinh dưỡng, về các nhân viên y tế. Đối với bệnh viện Việt Pháp thì hiện tại chưa có khoa research and metric, nhưng mà rất nhiều tổ chức phi chính phủ quốc tế nó cũng có cái chương trình research and metric đối với y tế công cộng. Các bạn có thể tham khảo thêm trên trang IMGO. Nhưng mà với điều kiện các bạn phải tốt tiếng Anh ạ, riêng cái chương trình đó. Trước khi kết thúc chương trình thì rất là cảm ơn các bạn đã dành thời gian tham gia vào cái buổi tọa đàm ngày hôm nay. Hy vọng là các bạn sẽ có thu được những thông tin mà các bạn cần thiết, và rất hy vọng đợt tới chúng ta sẽ nhận được nhiều hồ sơ của các bạn hơn. Xin mọi người dành một tràng tay cũng như là những đại diện của bên phía Việt Pháp đã dành thời gian với trường đại học phổ thông Long Thủy ngày hôm nay. Và trước khi chương trình kết thúc thì sau đây em xin được trân trọng kính mời tiến sĩ Vũ Đỗ.